anh ơi, tôi được vào một góc để có thể sử dụng được cái máy kích điện là chất lượng của khách hàng. Nào ơi, nào bọn kia anh ơi, để anh ra ngoài. Lấy cận nào nhá. Sau khi là 1,5 mét, đất các chủ bên trên theo chứa phải chạy ít nhất là 1 mét và phải cao hơn cả đất. Ồ, phí nhỉ? Phí nó móc ra lây lan được nhỉ? Đến 2 mét, chiều dài 1,5 đến 2 mét. Hoặc là sử dụng vôi cục. Số theo tỷ lệ khoảng 1 kg vôi. Chúng ta di chuyển về phía chốt kiểm dịch để theo chiếc tại chốt kiểm dịch. Với cái mục đích là để mà một là ứng phó ngay, cái thứ hai nữa cái mục tiêu của chúng tôi là để cho tất cả các quận quận huyện biết về cái quy trình ứng phó với như thế nào để cho nó nhanh gọn và đúng quy trình, tức là cả cái việc mà chôn hủy như thế nào cho nó đúng, cả cái việc mà cấp báo lên, thông báo lên đối với ban chỉ đạo sau khi có cái thông tin dịch bệnh họp hành như thế nào, thì cái ứng phó này chúng tôi sẽ đưa ra một cái quy trình rất có thể nói là tương đối chi tiết.